Sau đây em sẽ thử tốc độ đo của em đồng hồ Vạn Lăng Slap On Blue Pole EEDM504C. Tốc độ của nó đây nha anh em nhá. Máy lại tự tắt rồi. Đây, bắt đầu đo này. 68. 68 này. Ấy. 15 này. 3,3 này. 3,3 này. 2,2 này. 22 này. Ok. Bây giờ sẽ là đo diode anh em nhá. Diode đây. Diode này. Sống này. Ngược này. Chết này. Sống này. Ngược này. Đấy. Và đo thông mạch này. Sáu tám mười lăm 3,3 2,2 22. Bây giờ sẽ là đo điện áp này. 60.000 anh ơi. Đo điện áp này. 220V này. 237V này. Ok. Một chiều này. Điện áp một chiều này. Điện áp một chiều này. 1,5V. Ok. À, cái này có đã đo tụ anh em nhé. Con này có cả đo tụ này. Đo tụ này. Đo tụ này. À đấy, lên đấy. Đo tụ này. Vâng, anh xem. Đo tụ này. Thì đo con tụ 1.000 này. Vâng ạ. Đo tụ kiểu gì đây? Không biết đo luôn ạ. Đo tần số này, Hz này. Hz nhá. Đấy, 50Hz này. Ok. ACDC. Đấy, còn một số các tính năng nữa là em cũng không tìm hiểu hết được. Đấy anh em cần thì alo cho em nhá.